Hello, xin chào các bạn. Thì hôm nay mình giới thiệu mọi người một cây đàn rất đặc biệt, hoàn toàn mới mà lần đầu tiên các bạn sẽ nhìn thấy ở shop mình, là một cây đàn thương hiệu rất là Son nhé các bạn nhé. Son. Cái này thì mình vẫn chưa cho nó cái tên, là bởi vì là 10 cái đàn đầu tiên mình sẽ bán nó với giá là 3 triệu. Đó. Các bạn nhìn đẹp không? Quá ấn tượng luôn. Cái đàn này mình sẽ có phiên bản là sơn bóng và sơn mờ các bạn nhé. Gỗ rất dài, các bạn nhìn này, gỗ rất dài, tường rất là nhiều. Cái này thì mặt tốt là thông Sika, bên sai nó là gỗ mahogany. Thì để thì mì hơn thì các bạn có thể nhìn này, cái miệng lỗ ấy. Miệng lỗ được làm bằng hai cái chỉ giá cẩn và giữa là một cái chỉ gỗ, rất là đẹp các bạn nhé. Viền xung quanh này. Quên mất mình chưa chia sẻ mọi người là cái này nó sẽ có là dáng A khuyết và D khuyết, sơn bóng và sơn mờ các bạn nhé. Đó, vậy là các bạn sẽ bốn sự lựa chọn, nhất là A khuyết sơn bóng, A khuyết sơn mờ, D khuyết sơn bóng và D khuyết sơn mờ, bốn sự lựa chọn. Sau đây mình sẽ đánh thử cái âm thanh của cây dáng A các bạn nghe thử nhé. Mình nhìn thấy rất tuyệt vời. Đó. Thật ra là mình vừa ngồi đây vừa có một cậu ấy mua cây đàn guitar 3 đàn T350 giá 3.700.000. Thì bạn ấy có chơi cây mình và mình cũng chơi thử cây bạn ấy. Thì mình thấy như này, không biết là các bạn cảm thấy thế nào, nhưng mà ra là nếu mà để so cái này thì cây kia không đủ tuổi. Đại loại này nó thua ở cái gì? Thua ở cái cảm giác khi chơi. Thứ hai, thua ở âm thanh. Các bạn nghe âm thanh lực này. Rất đều nhé, các bạn nghe thử này. Giải tần âm thanh rất đều, rất là hay đúng không? Tuyệt vời luôn. Rồi mình nghe rất ngọt ngào luôn. Thường nghe các bạn đi mua những cây đàn Việt khác ấy, thường nó sẽ bị thiếu chỗ nọ thừa chỗ kia. Còn khi các bạn mua những cây đàn như bên này của bên mình, các bạn sẽ thấy là nó có gì đấy nó rất là đầy đủ, nó không bị thiếu gì cả. Ví dụ như là âm thanh của nó này, nghe lại lần này. Thứ hai, các bạn nhìn những cái chi tiết, độ hoàn thiện của sản phẩm ấy, các bạn thấy nó rất là ok. Đó, rất tuyệt vời. Hôm nay đang có một cái bùn gỗ đường rất có răng đấy. Tôi lắm mình lại làm một cái video để chia sẻ sản phẩm này cho anh em. Đó, chỉ muốn là có thêm nhiều hơn nữa những sản phẩm chất lượng để đưa tới tay người tiêu dùng. Đó, rất là mong anh em, thực ra là cũng là để anh em ủng hộ mình. Chứ nếu anh em ủng hộ thì mình chả bán hàng ra được đúng không? Đó. Rất là hay. Và thử với các bạn nhé. Giá 3 triệu các bạn thấy rẻ không? Đợt trước mình đặt cái mã này thì không biết đặt tên là gì, nhưng mà tạm thời khi cái mã Son F01 custom nó trống thì mình sẽ bán cái này với giá như cây 3, như cây 01 custom các bạn nhé.